Lan theo yêu cầu dẫn độ của Việt Nam tiếp tục đến giai đoạn bên công tố đưa các nhân chứng của họ ra để giải trình. Trong đó có một quan chức của Việt Nam và viên cảnh sát đã bắt giữ ông Y Quynh. Ông Y Quynh Buôn Đáp, thành viên sáng lập của tổ chức Người Thượng Về Công Lý, người đưa gia đình sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018 và được Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn cấp quy chế, bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ ngày 11 tháng 6 vừa qua vì cáo buộc lưu trú quá hạn. Bà Natashiri Bergman, luật sư của ông Y Quynh, cho phóng viên của Đài Á Châu Tự Do biết viên cảnh sát Thái Lan trực tiếp bắt giữ ông, nói trong phiên điều trần hôm 19 tháng 8 khẳng định không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt Y Quynh vì có lệnh bắt giữ ông. Bà Bergman cũng cho hay do nhà hoạt động người thượng không có giấy tờ tùy thân khiến ông phải chịu thêm cáo buộc lưu trú quá hạn và phiên tòa xử về việc này diễn ra vào ngày 20 tháng 8. Đại diện của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng C10 trực thuộc Bộ Công an Việt Nam có mặt với tư cách là nhân chứng của công tố viên đã nói với tòa rằng các trại giam ở Việt Nam tôn trọng nhân quyền nếu xử với tù nhân một cách văn minh với việc cho phép người thân đến thăm định kỳ.
mặc dù sẽ mở lại viện kiểm sát Việt Nam để bư về bắt hại đây lại nhớ bọn gần lệ tấn tươi nè chọa sáng nộ nè chọa lệ tấn bỏ mò nghệ sau lệ phiệt ô ít bố mình là yêu được buồn sáng nhưng bạn lại cái lời này lại nhìn nó bọn về chặt hại lại là càng phiệt lệ quỳnh bần đập lệ tùy bụi sáng nộ nè thăm nuôi lệ bỏ mò nghệ sau mò nghệ được kêu không tài phiệt ô như lệ nó ai nhớ rằng tôi mà cái nhớ bình luật sư bảo chữa từ ý quỳnh bần đập này mong chặt nhau rằng tôi mà nên ta lại này lại nick lạ rằng bố tôi lệp nhấp với nhau nên ta lại tung lùm lại giật lê rồi về mệt bà ta bố lại cất lại không có này dọn này lại hàng lại một trận chả lại một lư lại một lút không dám nuôi nó nên tạo một niệm nắp nhưng bạn nhiều càng ngã bớ ra lại rẻ thì cũng đắp này nên bị bằng mệt bà yêu nó buồn sang ta xem lăng tấn lại tru lên tầng rằng bùa không có nạn đang có sẵn Việt Nam vừa hết tôi cũng buồn đắp nhu tôi rồi mà tôi phát đi tự đã bỏ màu con sán bị nhô rực rễu nhưng bạ lại tối nó đạt hại như tìm mạng lê tên nhóm mạng vừa khất lại nhô trôn đêm á kén cầu vì con sát lê tên thái chẳng phẹt lệ thì mình đáp bạ ní đánh chặt Việt Nam nó chính thức mưu nhô nó đã bỏ đá đồng vật ta đã thọc ngàn mức vừa mạng mưu nhô yếp trôn tao nhô trôn đấy tao mạng lê tên trôn nhô được bẹ lại kén tụ lệ nhưng bạ có lại để cất tụ vừa lê trôn chúng ta buộc lại một vài nên chẳng lặng tới lấy ít lên này. Tổ phiên điều trần kéo dài từ 2 giờ chiều đến tận 10 giờ tối của ngày thứ hai, thân chủ người Việt có rất ít thời gian để tự bào chữa. Luật sư cũng cho biết thêm hai phiên điều trần tiếp theo của bị cáo và ba nhân chứng của bị cáo sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 và ngày 2 tháng 9 tới đây. Trước đó, trong ngày 1 tháng 8, tòa hình sự đã tổ chức phiên điều trần ông Nguyễn Quy Nguyên Đáp không được đưa đến phòng xử án để tham dự trực tiếp mà qua màn hình từ phòng giam của nhà tù Reman Bangkok. Do sự phản ứng của bị cáo mà tòa hoãn lại và tổ chức trong ngày hôm sau. Trong phiên điều trần ngày hôm sau, ông Uy Quynh Buôn Đắp đã được đưa đến phòng xử án, nhưng cả chân và tay của ông bị còng, mặc dù tổ chức phi chính phủ, quỹ giao thoa văn hóa, Cross Cultural Fund, một ngày trước đó đã gửi thỉnh nguyện thư cho tòa để phản đối việc còng chân và tay. Giờ nó bờ bị bằng rõ đạo bộ lệ hạt rẻ, gọi là cái luật sư do ta hà tụ khoa cây khoa ngàn mơ có lời nào phát đi quỳnh đắp này như là lùm nuôi mạ vợ nó lại với dựng lại phiền ô tôi ý quỳnh nó lại bù một cái so kẹo tới công sản dễ buộc bộ đàng úc phát đi không có nào công sản như phát đi lại như lệ ý quỳnh đắp lại nhiều màu plô thôn chính lại plô thôn lại chính công sản Việt Nam như cáo buộc đối từ đã tôi ý quỳnh đắp tôi hàng nhiều đoạn về lê nó nhố chính nữ perat với đa perat nhâm pạ lấy bia phảo xa đua hả bơi như nào nè lâu như mà nhập rúng pạ cha được như đi chính quân muốn đáp lại chính nhiệt độ bật hại lãnh nạn lê với lại nhu ham nữ buồn sang nhiều mạ xứ lực độ quyền nhu á dừa ta nhu lại nhiều nữ so sạt xong kẹo lại phiền truyền thông hàng lấy đa còn lại nạm nữ lệ bù một số riêng núi đã buồn sắc đi gà bù ta lệ trình núi bù phun một lần bây giờ đã nhập hào là nó bắt nạp Hà Nội bờ đà cả miền Bắc như điếu nên ta lại này lại trình rằng lằng như bù cả ô trình nó tổ chức quốc tế rằng lại ta nhủ trình tua rồi này đôi bây giờ pro này suy lại bây giờ tôi sẽ cái vụ Đức Việt nhiều nào tổng trả lệ Việt Nam bề anh ấy lần trả tài nguyên lại núi không bố nó đang lệ ta nhột lại này bọn họ không bố lại nay lại chỉnh tựa dây nè tứ ta không bộ lại nhồm mò nằm bà và đi bà và chạm đi nằm lực vào miền Bắc lực vào này nằm cá hạt gặp như cả với này người dân tại chỗ đấy chưa bộ mò nằm đi nằm này cân năng mò có đã bây giờ nằm buồn sang này nằm bởi trụ sở công an mất tùa bộ trụ sở nên như nó mệt vã nó mày phải xem mượn biện lại dịch lên hàng lại đoạn về quỳnh đáp này đang cáo buộc cả nhiều tay ông vì cho rằng như vậy là đối xử vô nhân đạo với bị cáo. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Luật gia Quốc tế ICJ đã đệ trình một bản tóm tắt pháp lý lên Tòa án Hình sự Bangkok và kêu gọi không cho phép Việt Nam dẫn độ nhà hoạt động Y Quynh Buôn Đáp vì ông bị Tòa án của Việt Nam kết tội một cách không công bằng. Cho dù Thái Lan và Việt Nam chưa ký hiệp định dẫn độ tội phạm, phía Hà Nội vẫn đề nghị Bangkok cho phép dẫn độ ông Y Quynh Buôn Đáp về nước. Thực tế, cảnh sát Thái Lan thừa nhận bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền này theo yêu cầu từ phía Việt Nam. Vậy à? Theo ICJ, mục đích của việc dẫn độ là buộc ông Y Quynh Buôn Đáp chấp hành bản án 10 năm tù về tội danh khủng bố. Bây giờ,
nên ta lại dân đội quân bình đáp nó lại dùa ta phía mẫu mong Việt Nam kèng việc lệ riêng cái chặt hai nó là bộ mẫu việc lệ sang Việt Nam như kèng việc lệ một đích việc lệ là bao nhiêu kèng cơ bỏ đi bỏ này kèng này cứ đọc lộ thôn lần dùa cái sốt lệ phèn lệ nuôi phòng bộ nên ta lại nhập phải hợp nó lại nuôi lùm đã đắng phản ánh chi tích cả đảng cộng sản Việt Nam lệ tướng hàng bỏ cái nhung ngạ kẹo gì kẹo phải nhập không cho em nuôi saya dalam mong nih cerai new free ni pipang yang buat sangkap yang emu leh lain tak tan lain leh nih mom dit mong teng mai ruat we yuat lai ikut bedap la ka api o mak mong le ploh topan tu le do ploh leh dong dak nih cing mai mdah kale we mak tempre mungkin kam dah sa tempre la ka mo mo ba mai ka kiem chứng o thông tin nan hai nih la mai kiem chứng yang thau pien bedah hiem pa dia leh dong lai mdo thư hiem pa bai phun kha hiểm bơi răng đã từ mông phát đi nên thời gian làm đã để nằm buồn sang xem lăng trên new free này bị bằng buồn sang có học mắc bị xem lăng lệ tướng ibu không may loạn về cả một đông nôm ô có khắp bạc mắng bị bằng nằm buồn sang đi ga lệ tướng bị bình luận phục vụ lệ bơi tới co đã co đã ít cả phàm lúc nuôi thâu lệ hình gặp phải buồn này bị buồn sang khắp biển.